Đang đi trên đường, bốn nữ sinh học lớp 10 ở Vĩnh Phúc nhặt được chiếc ví màu đen, tiền bị rơi khắp đường, bèn xuống nhặt tài sản và tới công an xã giao nộp. Ngày 11 tháng 5 năm 2022, công an xã Tề Lỗ, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc đã tiến hành trao trả số tiền hơn 11 triệu đồng của bốn em nữ sinh nhặt được cho chủ nhân là anh Nguyễn Văn Ba, sinh năm 1980 ở thôn Trung Hậu, xã Tề Lỗ, huyện Yên Lạc. Trước đó, ngày 29 tháng 4 năm 2022, trên đường liên thôn từ thôn Nhân Trai đến thôn Trung Hậu, xã Tề Lỗ, huyện Yên Lạc, bốn nữ sinh lớp 10A4, trường Trung học phổ thông Đồng Đậu, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc là Nguyễn Thị Hòa, Vũ Thị Trang, Nguyễn Thị Thùy Trang, Bùi Thị Lan Hương nhặt được một chiếc ví màu đen trên đường. Tiền trong chiếc ví bị rơi khắp đường và bay xuống ruộng lúa. Sau khi xuống nhặt tài sản bị rơi, bốn nữ sinh nhanh chóng mang đến công an xã Tề Lỗ trình báo và giao nộp. Nhận được tin báo, công an xã Tề Lỗ đã cùng các em học sinh trên xuống khu vực nơi chiếc ví rơi để tiếp tục tìm kiếm, thu hồi tiền trả lại cho chủ sở hữu. Kết quả, công an xã Tề Lỗ cùng bốn em học sinh trên đã tìm kiếm và kiểm đếm được số tiền là 11.011.000 đồng và xác định được chủ sở hữu chiếc ví. Số tiền thuộc về anh Nguyễn Văn Ba, sinh năm 1980, ở thôn Trung Hậu, xã Tề Lỗ, huyện Yên Lạc. Ngay sau đó, cơ quan công an đã tiến hành trao trả lại toàn bộ số tiền trên cho anh Ba. Nhận được tài sản đánh rơi, anh Ba rất xúc động và cảm ơn hành động đẹp của các em học sinh cũng như lực lượng công an xã Tề Lỗ, huyện Yên Lạc đã giúp anh nhận lại số tiền bị rơi.